Nếu bạn là một người yêu thích khoa học, thế giới tương lai và những câu chuyện phức tạp hack não thì Mọt chắc chắn rằng bạn đang tìm kiếm những bộ phim khoa học viễn tưởng. Năm nào cũng vậy, những đề tài vượt ngoài trí tưởng tượng luôn là mảnh đất màu mỡ để các nhà làm phim thỏa sức khai thác. Ngoài những cảnh quay vô cùng mãn nhãn kèm với sự mới lạ ngoài sức tưởng tượng, cũng như những tình tiết ly kỳ thú vị đã mang lại thành công vang dội cho thể loại phim này. Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Mọt Phim Plus. Trong video này, hãy cùng chúng tớ tìm hiểu 8 bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại nhé! Link phim tớ để dưới mô tả, cho bạn thích bộ phim nào, chỉ cần click vào là có thể xem ngay nhé! Chúng ta cùng bắt đầu nào! Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến! Cảm ơn các bạn rất nhiều! 8. Inception năm 2010, kẻ đánh cắp giấc mơ. Bộ phim kể về một công nghệ mới của quân đội, một thiết bị đặc biệt đưa con người vào giấc mơ. Dominic Domkopf, một chuyên gia trích xuất, xâm nhập vào giấc mơ của người khác để lấy các thông tin bí mật sâu kín nhất. Kopf và đồng đội phải thực hiện một nhiệm vụ của Mr. Saito, đó là nhiệm vụ ý tưởng khởi nguồn gieo vào tiềm thức trong giấc ngủ của đối thủ cạnh tranh của Mr. Saito là nhà tài phiệt Maurice Fisher. Để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này, Kopf phải lập một đội bao gồm Ames, chuyên gia giả mạo trong giấc mơ, Yusuf, chuyên gia về thuốc ngủ, Ariadne, sinh viên về kiến trúc, người kiến tạo mê cung trong giấc mơ, và sau đó nhiệm vụ của họ được bắt đầu với nhiều tình huống gay cấn, nghẹt thở. Họ phải mơ nhiều tầng khác nhau để có thể đạt được mục đích cuối cùng của mình. Càng mơ sâu, họ càng khó mà thoát ra khỏi giấc mơ và sự nguy hiểm chính là ở chỗ họ sẽ rơi vào vùng tiềm thức, limbo, nơi mà ý thức về sự tồn tại không còn ý nghĩa. Inception đã mô tả và đưa chúng ta vào thế giới kỳ lạ đó, thế giới của những giấc mơ bị đánh cắp, một cách sống động, hồi hộp, gay cấn nhưng cũng tràn đầy sự mơ hồ. Bảy. Minority Report năm 2002, bản báo cáo thiểu số. Là câu chuyện về thế giới ở thì tương lai, John Alderton, Tom Cruise là đội trưởng của lực lượng phòng chống tội phạm được dự đoán trước của quân Columbia, những cảnh sát chuyên ngăn chặn các tội phạm trước khi họ gây án. Các dự đoán được đưa ra bởi ba nhà tiên tri trong dự án Precog là Alderton là người chịu trách nhiệm. Khi mà dự án Precog chuẩn bị được đưa lên cấp độ quốc gia, tại trung tâm Precog, một sự cố xảy ra với thị lực của các nhà tiên tri, mặc dù Precog chưa bao giờ bị lỗi, người ta bảo rằng thỉnh thoảng họ tỏ ra bất đồng. Các nhà tiên tri tranh cãi về việc xác định bản báo cáo thiểu số, và đối với Alderton thì nó là sống còn vì anh đang trở thành nghi phạm của một vụ án. Với khả năng của mình, Agatha Samantha Morton đã chỉ cho O'Dalton những gì cần phải làm, đưa ra cho anh những cảnh lời khuyên hữu ích. Tom Cruise có sự tung hoành trong hầu hết các khung cảnh, từ những trường đoạn đối thoại đến những cảnh hành động hầu như đều do chính anh đảm nhận. Thế giới ở thì tương lai được xây dựng bằng những công nghệ mới nhất, vô cùng sống động, thông qua những góc quay đầy ma thuật. The Martian năm 2015, người về từ sao Hỏa.
Trong phim, Matt Damon sắm vai Mark Watney, một phi hành gia kiêm nhà thực vật học tham gia nhiệm vụ du hành tới sao Hỏa. Mark Watney bị một mảnh văng đâm phải và không thể quay trở về nơi đáp tàu để quay về trái đất, và thế là phi hành đoàn của anh tưởng anh đã chết. Nhưng bất ngờ thay, Mark Watney vẫn sống sót, có điều giờ anh buộc phải tìm cách sinh tồn trên mảnh đất khắc nghiệt này bằng những kiến thức khoa học của mình. Bên cạnh việc sinh tồn, anh còn phải tìm cách liên hệ lại với NASA. Nếu không thể nhắn cho NASA biết về tình cảnh của mình, thì với tình trạng thức ăn và nước uống chắc chắn sẽ cạn kiệt trước mốc nhiệm vụ sao Hỏa tiếp theo, 4 năm sau. Nhà du hành vũ trụ mắc nạn của chúng ta chắc chắn sẽ có vinh hạnh được là người đầu tiên bỏ xác trên sao Hỏa. Người về từ sao Hỏa là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng để đời, kết hợp giữa khoa học với thực tế, sự kiện lịch sử và các công nghệ tương lai con người vẫn còn chưa phát triển được. Đây là một bộ phim hết sức đáng xem đối với những người yêu công nghệ và đam mê khám phá vũ trụ. Năm Avatar năm 2009, Thế Thân. Bối cảnh trong phim diễn ra tại hành tinh Pandora xinh đẹp, nơi có chủng tộc người da xanh Na'vi sinh sống. Ở Pandora có mỏ khoáng chất quý hiếm Unobtainium, được coi như chìa khóa cho cuộc khủng hoảng năng lượng tại trái đất vào thế kỷ 22. Đó chính là lý do khiến cho con người đổ bộ xuống Pandora và bỏ ra hàng trăm tỷ đô la để tìm cách xâm chiếm và khai thác nguồn khoáng chất này. Nhưng việc con người xuất hiện tại nơi đây đã phá tan sự yên bình của chủng tộc người Na'vi và có nguy cơ làm nổ ra cuộc chiến tranh tàn khốc. Jake Sully, cựu quân nhân bị thương và phải gắn mình với chiếc xe lăn. Do sở hữu bộ gen giống với người em sinh đôi đã chết, nên đã thay em trai thực hiện sứ mệnh Avatar cho phép con người điều khiển một hiện thân lai tạo giữa ADN của người trái đất và người Na'vi, từ đó thâm nhập vào cư dân bản địa và tìm cách thôn tính Pandora. Trong hiện thân mới, Jack đã được Neytiri, công chúa của thị tộc Omaitakaya, cứu sống và từ đó anh bước vào cuộc phiêu lưu của thử thách, của lý trí, của tình yêu và định mệnh. Đây là một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Người xem sẽ được vui sướng, hạnh phúc, cũng sẽ được đau khổ và thất vọng. Với những hình ảnh 3D đẹp mắt, bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho người xem. Bốn. Gravity năm 2013, cuộc chiến không trọng lực. Gravity là câu chuyện về hành trình giành giật sự sống của hai phi hành gia Ryan Sandra Bullock và Marge Jojo Clooney. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ sửa chữa kính thiên văn, họ đã bị hất tung khỏi tàu con thoi giữa vùng không trọng lực. Do ảnh hưởng của những mảnh vỡ từ một vệ tinh, Ryan và Mars bị mắc kẹt ngoài không gian vũ trụ, nơi không có âm thanh, oxy và mất liên lạc với đài chỉ huy. Đối diện với tử thần, họ buộc phải dũng cảm vượt qua thời khắc khó khăn, nỗ lực hết mình để có thể sống sót. Bộ phim có sự góp mặt của Sandra Bullock và Jojo Clooney đưa người xem hòa quyện vào vũ trụ sâu thẳm, đắm mình vào sự tĩnh lặng bao la và chiêm ngưỡng hành trình không tưởng về công việc của các phi hành gia, vừa kích thích, hứng thú, tò mò nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ba. Alien năm 1979, Quái vật không gian 1.
Phim xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của phi hành đoàn 7 người đang trở về trái đất sau một chuyến nghiên cứu dài trên tàu Nostromo. Con tàu này bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu giữa không gian mà họ cho là cấp cứu từ một con tàu khác. Họ không ngờ rằng đó thực chất là một lời cảnh báo và vô tình mang một con quái vật ngoài hành tinh vào tàu Nostromo. Đó là những tín hiệu cảnh báo của những con quỷ ăn thịt người đến từ hành tinh lạ. Không còn cơ hội để họ quay đầu trở lại và từng người một dần bị chúng ăn thịt. Alien là sự kết hợp hoàn hảo hiệu ứng âm thanh và hình ảnh để làm nổi bật hình ảnh con tàu vũ trụ lẻ loi trong không gian với những mối nguy hiểm luôn rình rập. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ phải thót tim bởi những trận chiến khốc liệt, căng thẳng giữa phi hành đoàn với quái vật giữa không gian vũ trụ. Đây chắc chắn là một siêu phẩm không thể bỏ qua đối với những bạn yêu thích thể loại kinh dị kết hợp khoa học viễn tưởng vô cùng đặc sắc này. Blade Runner năm 1982, tội phạm người máy. Blade Runner lấy bối cảnh thế giới tương lai Los Angeles vào năm 2019, một đô thị đen tối đầy rẫy tệ nạn khiến cuộc sống của con người trở thành địa ngục. Chuyện phim xoay quanh Rick Dacus, Harrison Ford, một Blade Runner được giao nhiệm vụ săn lùng nhóm Replicant, người máy nhân bản nổi loạn do Roy Batty, Rutger Hauer cầm đầu. Khi anh theo dõi và loại bỏ những người nhân bản, anh tìm thấy Rachel, người gợi lên cảm xúc của con người, mặc dù thực tế cô là người nhân bản. Điều đó khiến anh đặt câu hỏi về chức năng của mình trong thế giới tương lai này, bao gồm cả những gì là con người và không phải con người. Despierta, mutas. Phần lớn bộ phim chỉ tập trung vào hành trình truy lùng các manh mối, các suy luận và những giả thuyết của Rick Deckers. Blade Runner vì thế cũng không sở hữu những cảnh cháy nổ mang phong cách Michael Bay hay những pha võ thuật đẹp mắt, trái lại nhịp phim còn khá trầm lắng. Một 2001: A Space Odyssey năm 1968, chuyến du hành không gian năm 2001. Nội dung phim chủ yếu xoay quanh hành trình thực hiện sứ mệnh sao mộc của con tàu Discovery One với các phi hành gia loài người và một siêu máy tính Hull 9000. Năm 1999, những phi hành gia thám hiểm mặt trăng của trái đất khám phá ra một cột hình tháp đen bí ẩn khác với thời kỳ đồ đá. Năm 2001, giữa trái đất và sao mộc, cỗ máy tính thông minh của phi thuyền đã mắc một lỗi lầm khủng khiếp, giết hại gần như tất cả phi hành đoàn, sau đó tiếp tục tự hủy và thủ tiêu lỗi của mình. Vượt qua thời gian, người sống sót duy nhất trong chuyến hành trình tới sao mộc tiến tới bước tiến hóa tiếp theo của loài người. Đây là một bộ phim không có tàu bè bay lượn veo véo, súng laser bắn điên cuồng hay cháy nổ kịch tính gì cả. Phần hành động của phim được quan sát từ một góc nhìn rất xa cách. Tàu di chuyển khá chậm, không lướt đi ảo ảo với vận tốc ánh sáng. Nhờ vậy, chúng ta có cơ hội được nhâm nhi thật kỹ lưỡng từng hình ảnh, từng điệu nhạc và cái bầu không khí của nó, đồng thời còn cho ta thời gian suy nghĩ về những gì mà Kubrick muốn truyền tải. Còn bạn, bạn thích nhất bộ phim khoa học viễn tưởng nào? Hay bạn còn biết bộ phim nào thú vị hơn? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận cho chúng tớ và mọi người cùng biết nhé! Nhớ like, share video cũng như gợi ý cho kênh chủ đề mà bạn thích để ủng hộ chúng tớ. Cảm ơn các bạn rất nhiều! I love you! Bye bye!